Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con, cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên, cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua ha. Thì hôm nay em Thắng lên series khơi thông ha. Thì để về giảm tải được những cái dung lượng khơi thông ha, thì em đã khơi sẵn ra cho mọi người rồi. Và hôm nay em Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người ha. Mặt hàng là Tovit ha, Tovit hàng kho. Thì đối với những hàng kho bên em ha, thì tình trạng của nó là chưa có sử dụng. Những cái mặt hàng này hầu như là nói chung là nó còn mới hết ha, mọi người có thể về mình sử dụng hoặc sưu tầm. Thì bên cạnh song song đi kiếm hàng bãi về cho mọi người ha, thì em Thắng cũng cố gắng mình kiếm được những cái mặt hàng tồn kho, những cái mặt hàng mà nói chung là nó còn mới để mọi người có thể sử dụng và sưu tầm ha. Và nếu như mà quý bà con cô bác mình cảm thấy thích những sản phẩm của mình sắp chốt và là sắp nhận, thì mọi người có thể chốt qua số điện thoại của và Zalo của em ha. Số điện thoại và Zalo của em là 0966924801 nha mọi người. Rồi thì trước khi vào clip thì em Thắng cũng có vài vấn đề muốn chia sẻ với mọi người ha. Thì nói chung là tình hình dịch bệnh thì nó vẫn còn, vì vậy là vấn đề vận chuyển hàng hóa nó cũng rất là khó khăn ha. Có một số nơi khu vực thì hiện tại là cái bưu cục Viettel Post của em á, nơi em ở thì nó vẫn chưa có nhận giao hàng, điển hình là Đồng Nai và Bình Dương ha. Thì cũng có một số nơi, thí dụ những khu vực mà anh em mình đang bị phong tỏa hay này nọ thì vẫn chưa giao hàng được ha. Và đối với những trường hợp này thì em Thắng sẽ giữ hàng lại cho mọi người, khi nào mình gửi đi được ha thì em Thắng sẽ gửi. Và một vấn đề nữa, trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng ha cho tới 12 giờ trưa thì khoảng thời gian này em Thắng đi lấy hàng ha. Thì mọi người nếu mà có chốt hàng thì mọi người vui lòng mình cứ nhắn tin cho em, rồi khi nào về ha thì em sẽ trả lời sớm nhất cho mọi người. Rồi thì đối với sếp em thì hình thức giao dịch sẽ có hai hình thức ha, đó là chuyển khoản và ship code. Nếu mọi người chuyển khoản ha thì em sẽ bao phí vận chuyển cho mình, còn nếu như mọi người ship code thì mọi người vui lòng thêm phí vận chuyển cho bên giao hàng giúp em ha. Và đối với mặt hàng ngày hôm nay á thì nói chung là cái giá trị nó thì nói chung là nó cũng thấp ha. Có những món ví dụ như là có 40.000, 50.000, nên là cái vấn đề mà chuyển khoản thì mọi người lưu ý cái clip này giúp em. Thì clip này thì những cái đơn hàng nào mà trên 300.000 ha, trên 300.000 thì em sẽ bao ship. Còn những anh em nào mình chuyển khoản á cũng vậy nha anh em. Nói chung là đơn hàng này thì mọi người vui lòng mình thêm cái phí vận chuyển giúp em. Còn nếu mình trên 300.000 thì mọi người chuyển khoản hay là không chuyển khoản thì em vẫn bao ship cho mọi người ha. Rồi. Và một vấn đề nữa ha. Thì trước khi vào clip này thì mọi người cũng lưu ý giúp em ha, mình xem thật kỹ những mẫu sản phẩm của mình chốt, tránh trường hợp là mọi người đặt hàng rồi sau là mình không xem không rõ, kiểu mình qua xem qua lướt á, sau mình chốt rồi mình nhận hàng thì nó không vừa ý ha. Vì vậy mọi người vui lòng mình xem kỹ giúp em, thì em Thắng sẽ cố gắng mình miêu tả thật kỹ những cái chi tiết có trong clip này ha. Rồi để không làm mất thời gian của mọi người ha, thì em Thắng sẽ vào mã số 1 của ngày hôm nay. Rồi thì mã số 1 của ngày hôm nay ha, thì em Thắng sẽ giới thiệu với mọi người một cái dòng Tovit. Dòng Tovit nào là đến từ nhà Rubicon ha, Rubicon. Và cái mặt hàng này là 100% là sản xuất tại Nhật nha mọi người. Đó, nó made in Japan. Đó, made in Japan. Thì cái mặt hàng này nói chung mà đi hàng bãi này nọ thì em cũng có gặp nhiều rồi ha. Và cũng đã từng bán cái mặt hàng bãi như thế này. Và hôm nay thì là hàng kho ha, hàng còn mới, chưa có sử dụng. Rồi, thì đầu tiên á, mã số của mình 54-1, 40.000 một chiếc ha. Đó, 40.000 một chiếc. Thì mọi người có thể nhìn sơ lược về cái dòng sản phẩm này ha. Đó, dòng sản phẩm này thì nó làm cán màng nhựa nha em, màng nhựa cứng. Đó, cán là màng nhựa cứng. Và chất liệu làm của nó làm magnetite và chrome vanadium ha. Đó, magnetite và chrome vanadium. Thì con này là đến từ thương hiệu nhà Rubicon, sản xuất 100% tại Nhật và là hàng mới ha. Đó, hàng mới. Và con này thì cái thông số của nó đây ha. Đó. Một cái vít nhỏ gọn. Thì con này thì cái đầu nó cũng nhỏ nha anh em. Con này thì đầu vít ha, mình đo ra được tầm khoảng là đầu vít -3. Đó, đầu vít -3 ha. Đầu vít rất là nhỏ luôn, phù hợp với anh em mình có thể mình vặn như con ốc nhỏ nha anh em. Đây, và phần chiều dài tổng thể của mình ha. Phần chiều dài tổng thể của mình đo được là 17 cm. Phần chiều dài sử dụng này, đó, phần chiều dài sử dụng của mình là được 10 cm ha.
chiều dài sử dụng của mình là được 10 sen. Có vít nhỏ gọn ha. Đó. Cái này thì dùng anh em mình vào những công việc nhỏ. Đó, một cây vít của hàng nội địa Nhật ha. Đó, chưa sử dụng còn tem còn nhãn hết nha anh em. Rồi, mã số 1 của mình ha. 40.000 một con như thế này nha anh em. Đó, 40.000 một con. Thì nói chung là nó hàng mới hết nên là em bóc ngẫu nhiên thôi, tại vì con nào cũng như con nào thôi, hàng mới chưa có sử dụng anh em ha. Đó. Rồi, 55 gạch 1 ha. 55 gạch 1 40.000 một con. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 của mình ha. Mã số 2 của mình là cũng là một cây vít đầu trừ luôn ha, cây vít đầu trừ. Đó. Và những cái dòng này là New Line hết anh em. New Line Color màu mới nó ha. Thì cái này là đều của nó là nô 101. Chiều dài sử dụng của mình là 150 mm. Đó, cái này thì chiều dài sử dụng của mình nó sẽ bự hơn ha. Đó, nó sẽ bự hơn. Đây. Sẽ lấy ra cho mọi người xem ha. Rồi, con này thì cũng tương tự ha. Đó, những cái mặt hàng này thì nói chung nó giống nhau hết nha anh em, nó khác nhau cái size thôi. Đó, cũng đến từ thương hiệu là nhà Rubicon. Con này thì 101 tới 150 mm. Đó, made in Japan ha, hàng nội địa Nhật. Rồi con này thì tương tự ha, đầu vít của nó cũng là đầu vít nhỏ nha anh em, đầu vít trừ 3 luôn, nhưng mà nó được cái chiều dài. Đó, nó được cái chiều dài ha. Thì chiều dài con này á mình đo được tổng thể là được 22 cm. Chiều dài con này mình đo được tổng thể là 22 cm ha, bằng cái phần sử dụng này mọi người thấy ha. Phần sử dụng của mình là 15 cm. Đó. Thì những con này thì nói chung là nó em quên ha, những con này thì nó có tự tính hết nha anh em. Đó, nó có tự tính hết đó. Đó anh em thấy này. Đó. Nó có tự tính 500 hết anh em, tại vì nói chung là cái đầu vít nó nhỏ nên là nó sẽ hít những con ốc nhỏ ha. Còn những cái vít lớn kia thì những cái này tụi nó hít rất là mạnh nha. Đó. Đây. Nó có cái tự tính nha anh em, đó. Đó. Thì nó mục đích là để cho nó giữ ốc anh em ha. Đó. Con này thì đầu nó nhỏ, đầu nó đo ra khoảng là tầm -3 nha, đó. Đó, -3 ly. Hàng mới hết nha anh em, hàng mới chưa có sử dụng. Chiều dài sử dụng của mình là 150 ha. Đó. Và đây thì hộp này thì cũng có được tầm khoảng là 12 con đó nha mọi người. Đó. Này tầm khoảng là 12 con. Đều như mới ha. Rồi, nếu mà anh em nào mình thích cái loại dài 150 mm này á, nó dài hơn kia ha, nhưng mà cái đầu vít nó thì cũng như nhau thôi. Thì cái mã này của mình là 55 gạch 2 nha. Đó. 50.000 một con nha anh em, 50.000 một con. Hàng nội địa Nhật ha. Đó. Hàng nội địa Nhật. Made in Japan ha. Rồi, mình qua mã số 3. Mã số 3 của mình á thì cũng là cái loại 150 mm, nhưng mà phiên bản con này á là cái đầu vít nó bự hơn ha. Đó. Đầu vít của nó là nô 102 nha anh em. Đó, cũng như là cái đầu -2 á. Đó, còn cũng như mình thường gọi là cái đầu -1, BH1, BH2 đó anh em ha. Thì cái này là nó tương ứng với là mình một cái cặp của vít của BH2. Nhưng cái đầu nó là tầm khoảng là -5, -6 vậy anh em. Đó, cái đầu vít từ nô 102 này. Rồi thì em sẽ lấy ra một con cho mọi người xem ha. Thì chiều dài của nó cũng như con kia thôi nha anh em, nhưng mà cái đầu vít nó là đầu vít bự hơn con kia. Đây. Đầu vít này thì mình đo ra được này là 5 ly nha. Đó. Đầu vít mình đo ra được là 5 ly. Đó, 5 ly ha. Đây, những con này thì nói chung là cái đầu vít nó bự. Mọi người có thể xem ha. Đó. Hàng mới chưa có sử dụng nha anh em. Đến từ nhà Rubicon. Đó. Chiều dài sử dụng của mình là cũng là 15 cm nha. Đó, chiều dài tổng thể của mình cũng là 22 cm. Đó, 24 cm luôn à. Con này thì nó dài hơn tí, 24 cm. Nhưng mà cái phần sử dụng của mình nè cũng là 15 cm nha, cũng là 15 cm. Tại vì nó làm cái đầu bự nên là cái nào cán phần này nó dài hơn tí nha anh em. Đây, những con này thì nó bự nên là nó hít 500 anh thấy không? Nó hít rất là mạnh luôn này. Đó, giữ ra được luôn ha. Đó. Hàng của Nhật nha anh em, hàng 100% nội địa Nhật, Made in Japan ha, của nhà Rubicon. Rồi, về mã sản phẩm này thì mã số của mình ha. Đó, 55 gạch 3. Đó. 55 gạch 3 của mình 60.000 một chiếc ha. Đó. 55 gạch 3 của mình 60.000 một chiếc. Rồi, tiếp theo mã số 4 cũng là một phiên bản vít trừ nữa ha.
Tại vì nói chung là vít dương thì nó sẽ có ba cái loại size kia, thì tí nữa em sẽ giới thiệu từ size nhỏ nhỏ tới size lớn ha. Rồi 55 gạch 4 ha. 55 gạch 4 của mình ha, là đầu vít mình là vít từ 7 nha anh em, nô 107 này. Đó. Từ 7 thì cái đầu vít nó sẽ bự hơn con kia luôn. Và đặc biệt con này thì cái chiều dài sử dụng mình nó cũng sẽ bự hơn ha. Đó, nó sẽ bự và nó dài hơn luôn. Thì con này thì phù hợp với anh em mình có thể vặn được những ốc lớn và những cái loại dòng ha. Thôi em sẽ lấy ra một con cho mọi người xem thử ha. Đây, đó. Đầu vít nó sẽ bự hơn những con kia luôn rồi ha. Đó. Em sẽ đo thêm cái đầu vít cho mọi người phát từ 7 không ha. Rồi, đầu vít của nó thì nó để là đời nô 107. Nhưng mà cái đầu vít của mình đo á, thì nó tầm khoảng là 6 ly nha. Nó sẽ bự hơn con kia tí. Nhưng mà đầu vít của nó là đầu vít 6 ly. Trừ 6 ha. Ừ, con này thì nó rất là dài. Chiều dài sử dụng, cái phần sử dụng của nó là 200 mm rồi. Tính luôn phần cán của mình á, thì con này nó sẽ dài ra là tổng khoảng là 30 cm luôn nha anh em. Nó rất là dài luôn này. Dài 30 cm. Phù hợp với anh em mình có thể mình vặn những ốc dài và nó có lực ha. Thì thường nó dài thì anh em mình vặn lúc nào nó phải có lực hơn rồi. Đó. Đây của nhà Rubicon ha. Đó. Made in Japan. Chất liệu làm là Menitis chrome vanadium ha. Đó. Những cái vàng thông số mà sao nói chung nó còn mới nha anh em, nó còn tem chưa có sử dụng đâu. Cái này thì như hàng mới rồi. Đó. Những cái này thì nói chung mà nó hít rất là mạnh nha anh em, đó. Nhưng mà lát nó không rớt đâu ha. Đó, đây. Cái từ tính nó hít rất là tốt nha anh em. Thường thường là những cái con vít của anh Vercel hay là Anet này nọ thì nó sẽ có những cái lớp đen như thế này để nó hít, nhưng mà con này thì nói chung là nó hít sẻ luôn rồi đó, rất là mạnh luôn. Mũi càng lớn thì nó sẽ hít càng mạnh ha, tự trường nó sẽ càng tốt. Rồi đó là về sơ lược về cái chiếc mã sản phẩm này ha. Thì con này thì nó cũng có được tầm khoảng là 6 con. Loại này thì có được tầm khoảng là 6 con ha. Vì vậy nếu mà anh em nào mình nhanh tay thì mình cho giúp em ha. Mã số của mình ha, 55 gạch 4 80.000 một con như thế này ha. 80.000 một con. Đầu vít từ 6, chiều dài phần sử dụng của mình là 20 cm và tầm chiều dài tổng thể của mình là 30 cm ha. Rồi, mình qua một cái loại lớn hơn nữa ha. Mình qua cái loại vít dương. Thì nãy giờ mình xem toàn là vít âm thôi. Thì bây giờ mình tới vít dương ha. Thì đầu tiên của mình ha là một cái con đầu vít BH2. Đó. Mã số của mình ha, 55 gạch 5 90.000 một con. Rồi em sẽ lấy kích thước em đo cho mọi người ha. Những cái con này thì bắt đầu chiều dài nó rất là dài nha anh em. Phần sử dụng của mình là 200 mm rồi, thì những cái con này chiều dài của mình là tầm khoảng là 30 cm. 30 cm. Đây mọi người có thể thấy ha. Chiều dài phần sử dụng, chiều dài tổng thể của mình ha, tính luôn phần cán của mình là 30 cm. Đó, rất là dài luôn. Đó, và những con này thì đây anh em mình có thể xem này, đó. Từ tính nó hít rất là mạnh nha. Đó, đây. Đầu vít của nó là đầu vít thông dụng nha, đầu vít BH2 nha anh em. Đó, đầu vít BH2. Thì hôm trước em cũng có một cái lô cũng vừa sale. Thì hôm nay có thêm một lô của thằng Rubicon ha. Đó, anh em nào mình thích thì mình chốt giúp em. Về có thể mình sưu tầm và mình sử dụng. Những con này thì nói chung là hàng 100% là của Made in Japan nha. Đó. Hãng Rubicon. Còn tem còn nhãn hết anh em, hàng mới. Thì lâu lâu nó dính phần bụi nha anh em, tại nói chung là nó để kho lâu thì nó sẽ dính bụi ha. Rồi thì con này tương tự con kia ha, phần chiều dài sử dụng của mình á là được 15 20 cm. Đó, 20 cm ha, và chiều dài tổng thể của mình thì 30 cm, hồi nãy em cũng đã đo rồi ha. Rồi, đây là một cái con vít BH2 ha. Một cái con vít BH2 của nhà Rubicon, Made in Japan ha. Đó. Mã số của mình nha anh em. Mã số của mình là 55 gạch 5. À, 90.000 cho cái mã sản phẩm này ha. Rồi mình qua mã số 6. Mã số 6 của mình là một cây vít trừ. Một cây vít trừ ha. Thì anh em mình có thể thấy thông số của nó này. Con này thì trừ 7. Thì đường kính đã mình đo là tầm khoảng là 5 ly, 5-6 ly gì đó anh em. Nhưng mà cái chiều dài tổng thể của nó là rất là dài nha. Tại vì cái phần sử dụng của nó này, chiều dài sử dụng của nó là 250 mm rồi. Đó, rất là dài nha. Rồi thì em sẽ lấy ra một con cho mọi người xem ha. Đó. Đây. Đó. Rất là dài ha.
Những con dài như thế này thì nói chung là đây tự tính là nó hết rất là ok nha anh em. Đây đó, hết đắp lên ha. Con này thì chiều dài tổng thể của mình nó lên đến là 35 cm luôn ha. Đó, nó dài thăm thẳm luôn nha anh em, 35 cm. Và con này thì chiều dài của mình nè, mình đo được là 25 cm là phần sử dụng nên em đó, 25 cm, một cái vít rất dài luôn. Rồi con này thì nô 1/7 thì cái phần này mình đo được là 6 ly nha. Đó, mình đo được là 6 ly, rất là dài luôn. Rồi đó là về chiều tổng phần tổng thể của con vít trừ ha, con vít trừ từ 6 à, 55/6 nha mọi người, 100.000, rất là dài luôn ha. Rồi mình tiếp theo mình qua mã số 7 ha. Rồi mình mã số 7 của mình ha là một con cái vít dương nha anh em. Đó, một cái vít dương. Đây, 55/7 ha, à, 110.000. Đó, một cái con vít dương ha. À, chiều dài phần sử dụng của mình nó cũng là 250 mm nha. Và cái đầu vít của nó là đầu vít BH2. BH2 ha, của nhà Rubicon. À, made in Japan ha. Rồi thì em sẽ lấy ra một con cho mọi người xem thử ha. Đây, dài thăm thẳm luôn anh em, thì phù hợp với anh em mình có thể mở được như ốc một túc lúc nó sâu bên trong ha. Đó, chiều dài phần sử dụng của mình này nó dài lên đến là 25 cm ha. Đó, đầu vít của mình á là đầu vít BH2 ha. Đó, đầu vít BH2 từ trường 500 nội hít hết nha anh em. Đó, đây, đây là cái phần thông số của mình ha. Đó, rất là dài luôn, đầu vít BH2 ha. Đó, vít BH2 tương tự con vít trừ 6 nãy ha, thì con này chiều dài tổng thể của mình cũng lên đến là 35 cm ha. À, 35 cm, rất là dài luôn. Rồi nếu mà anh em nào mình thích cây vít BH2 này ha, mọi người có thể chốt giúp em mã số là 55/7 nha. 55/7 của mình 100.000, 110.000 ha. Rồi mình qua mã số 8. Thì hồi nãy anh em mình thấy cái size đó là dài rồi, còn cái này thì nói chung là tham thảm luôn ha. À, tham thảm luôn. Cái này thì đầu vít của nó cũng là trừ 6, một cái đầu vít rất thông dụng ha. Và cái phần sử dụng của nó là lên đến là 30 cm ha. Đó, 300 mm. À, nếu mà theo em suy đoán thì con này cái chiều dài tổng thể của mình là tầm 40 cm anh em, hai găng tay luôn, rất là dài luôn ha. Đó, rồi em sẽ lấy thử một người con người xem này. Đó, nó dài thăm thảo luôn anh. Nãy con cái size 300 250 nãy là nó dài rồi, con này nó dài rất dài luôn ha. Đó, chiều dài sử dụng của mình là được 40 cm nha. Còn về phần sử dụng của mình nè, chiều dài tổng thể là 40 cm, còn chiều dài sử dụng của mình là đã 30 cm ha. Đó, rất là dài luôn. Đây, nó có từ tấn hít lên em. Đó, đây em thấy ha. Đó, đều có 500 hết ra. Thì con này là độ đời của nó là nuôi 107, thì đầu vít của nó cũng là từ 6 ha. Đầu vít của nó cũng là từ 6, rất là thông dụng luôn, để cho anh em mình làm nghề. Sản phẩm này là mới hết nha anh em, nó còn tem còn nhãn hết ra. Rồi đó là cái phần sơ lược ha. Nếu mà anh em là mình thích cái vít này, mọi người có thể chốt giúp em mã số 8 ha, 55/8 130.000 cho một chiếc vít chiều dài tổng thể là 40 cm và cái chiều dài phần sử dụng là 30 cm ha. Rồi mình qua mã cuối cùng, mã 9, thì đi cùng size với nó luôn ha, thì là một cái vít dương. Đó, một cái vít dương ha. Đây, 55/9 ha, 140.000 một con. Đó, đầu vít BH2 nha, chiều dài phần sử dụng là 30 cm và chiều dài tổng thể là 40 cm ha. Rồi em sẽ lấy một con cho mọi người xem ha. Đây, những con này thì nói chung là từ tính hết hết anh em, mở hàng 100% của Nhật, made in Japan ha. Rồi con này chiều dài tổng thể của mình này 40 cm ha, về phần sử dụng của mình là được 30 cm. Đó, đây anh em có thể xem được vít ha. Đó, trong là hàng mới hết nha anh em, hàng mới hết Rubicon ha. Đó, đầu vít BH2 hết nha anh em, đầu vít BH2 thâm hụt.
Rồi, nếu anh em nào mình thích cây tu vít dài này, mọi người theo chốt giúp em mã số là 55 gạch chính nha, 140.000 một con. Rồi thì hôm nay em Thắng có một ít tu vít của hàng nhà Rubicon, hàng nội địa Nhật ha. Thì nếu anh em nào mình thích ha, thì mọi người có thể xem kỹ và mình chốt qua số điện thoại và Zalo của em ha. Thì số điện thoại Zalo của em thì em cũng đã nói hồi nãy rồi và cũng có dưới phần tiêu đề, thì mọi người vui lòng mình xem kỹ giúp em ha. Rồi thì trước khi kết thúc clip này, em cũng xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người một ngày mới thật là tốt lành.